tụ lệ đại miền ca lực lang tha mình trời không xong ao miền ca an ở thì pro nó không tráng dương của ban bình dương hỏi đại mà sao mánh từ xuống ban bình dương hỏi nẹt chung ngữ đập trăm nẹt và cầm bông tai rộc rộc làm bay từ tua vô quát vô mặt đạn nơi chỉ ba được không mình tìm bẹt anh được biết nút đời xa dương ắt toàn hồ quạt khơi mình toàn ăn chụp quạt hai quạt nó có mình toàn đăng thật ta thử đạn từ mình tìm bẹt nạt đại chẳng hết ban chỉ dương đạn chia chầm lệch muối miên ca phần dương được không cả lão muối chà đại dương miên ca phần dương chụp bắt hơi cả nó dương ban đại tiệt thật prosan bảo dương do lệ nâng tập bột chỉ muối nâng tu lệ sờ róc chẳng dương nâng khơi tu lệ vào phần này phần tai dương mình ai toàn cầm nọt tha tu lệ vào phần nâng tế vì phổ dương thời hổ nè chỉ dương sân ai châm lực tha bởi sân dương ắt đăng thân nè chỉ dương nâng đại tập bệt nạp phong hay chẳng dương bột tới chân mình cả chà nâng mùi mùi tiệt để sao dương ắt toàn khơi nè chỉ ngữ hai dương do mặt đại tu lệ trẻ can can đó trong và chót nè chỉ ngữ ắt khơi ta nâng nhang mình tập bệnh chà chẳng chúng ta nghĩ rằng khăn á để dương tục là tập hiếp ở miền ca rục rốt chà ở bàn khơi ha lấy chạy sáng vì mình soi mắt mà đo ngành đấy cứ trong sông cao từ xa từ đó công càng như mình tém cha hay chị tới bom bom này chia sầm mặt từ cạnh cha đại cột bàn chuối cứ dừng rọ khơi phụ quát hai bàn từ tua phụ quát vô mặt đạn nơi tam thì pet hai nơi soi tại bay nhẹ thì ngày nay dừng có bàn từ chạy đây cứ nơi soi bay nhẹ tiệt cha đại công càng nghĩa của phong tái thôi ca rộ rốt sáu chỉ chia và tỏ tiệt chẳng phải sân bài dừng do bay nhẹ năng do tập bộ chỉ mùi năng chỉ ngôn sờ róc nhưng chưa tha lục lục xây ai đâm lục tiêu lục lục xây tầng ốc và cắt trên tầng khơi tua lệch muối đã chia tua lệch đã đôi tầng chụp nuôn sà róc đã lục lục xây để bàn rồng păng tộc nổ chả chẳng xong phải chạm lên chụp lệch ní hay chạm